Đây là cây kẹo mút có hương vị đặc biệt vì nó mới được lấy ra từ lỗ nhị của bản cung phong, trên đó đầy vi khuẩn E. coli. Lúc này, anh chàng siêu nhân xuất hiện, anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội ăn không. Bạn cung phong vừa định ngăn cản, cây kẹo mút đã nhảy vào miệng anh ta. Không được đâu anh ơi. Hương vị cũng tuyệt cú mèo nhỉ. Cái đó không nên ăn đâu. Sợ bạn cùng phòng cướp mất, anh ta quay lưng bỏ chạy. Hai người hét toáng lên cũng vô ích. Thành ăn vừa quay đầu chọc tức, còn bảo đồ nhặt được là ngon nhất. Nhưng anh ta chạy nhanh như chớp, bạn cùng phòng đuổi khắp ký túc xá mà vẫn chạy không kịp. Câu chuyện dị nhân của anh ta nhanh chóng lan truyền khắp trường. Mỗi khi thấy anh, mọi người đều mất hết cảm giác đói. Hôm nay không có cảm giác đói, nên chỉ gấp một ít thức ăn. Anh ta tên là Phong Ca, là sinh viên ngành luật. Một năm trước, nhờ ăn bánh protein cho chuột mà trở thành huyền thoại trong trường. Lúc nữ thần bị thương, anh ta mới có cơ hội tán đổ cô ấy. Nhưng chưa kịp hưởng lợi, nữ thần lành vết thương liền đá anh ta. Anh ta bị sốc nặng, trầm cảm luôn. Sau vài tháng điều trị, tình hình mới có chút khả quan. Khi đang lang thang trong bệnh viện, bất ngờ bị cánh cửa đập vào. Một cô gái cầm mảnh kính la hét, dọa bác sĩ không được lại gần. Vừa đứng dậy, đã bị cô gái bắt làm con tin. Cô ta còn nói muốn dùng anh làm bình phong. May mắn bác sĩ phía sau kịp thời hạ gục. Phong Ca cũng bị đè đến đơ người. Không ngờ từ đó dính chặt với cô gái, bị cô gái ép làm bạn trai cô ta. Hai người hồi phục sau đó cùng trở lại trường học. Nhưng cô nàng này khó chịu lắm, bảo đi đông Phong Ca không được đi tây. Phong Ca đang làm thêm ở căng tin, bận rộn tối mắt tối mũi. Bỗng nhiên Cúc Hoa gọi điện, yêu cầu anh ta lập tức mang giấy vệ sinh đến nhà vệ sinh nữ. Nói xong liền cúp máy. Phong Ca đành lẻn vào nhà vệ sinh, nhưng xui xẻo nhớ nhầm chỗ. Anh ta đưa giấy vệ sinh vào trong, làm cô gái bên trong giật mình. Đúng lúc có vài cô gái đi vào. Cúc Hoa ơi. Rồi Phong Ca bị mọi người coi là yêu dâu xanh. Anh ấy mong bạn gái lên tiếng giải thích. Ai ngờ cô nàng vì tự vệ đã im lặng, liền đóng cửa lại. Hôm đó, Phong Ca mời hai bạn cùng phòng gia nhập hội kim quán trưởng. Lễ nhập hội không thể thiếu. Rượu mạnh, sữa, cà chua, kèm theo mẩu thuốc lá và tất chua. Trông thật là ngon lành cành đào. Mọi người nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Phong Ca cười nắc nẻ, hồi mới vào hội anh ta cũng bị cái bát này hành hạ, giờ cuối cùng cũng đến lượt xem người khác thử mùi. Ai ngờ bạn cùng phòng bất ngờ nói, có anh tiền bối nào mô phỏng lại không? Thế là anh ta cạn lời. Sao mỗi lần xui xẻo cứ phải là mình? Phong Ca một hơi cạn chén, dũng cảm đến nỗi cả kim quán trưởng cũng phải ngả mũ. Ngay sau đó ngất xỉu tại chỗ. Cúc Hoa đỡ Phong Ca về phòng, đi ngang qua một khách sạn. Phong Ca ra hiệu họ nên qua đêm ở ngoài. Nhưng Cúc Hoa kiên quyết không chịu. Phong Ca trong lòng tức nghẹn, yêu nhau gần một năm rồi mà vẫn chưa đánh bại lần nào, thật là quá đáng mà. Thế muốn sướng một chút không? Thì tôi cũng thấy tốt mà. Anh chàng này khổ thế nào, yêu nhau một năm mà chưa từng rút củ cải lần nào, chỉ biết đi ngắm cảnh đẹp trong trường để an ủi trái tim bé nhỏ của mình. Ai ngờ bị bạn gái bắt gặp. Anh ta giải thích áp lực đàn ông lớn quá mà. Thế muốn sướng một chút không? Thì tôi cũng thấy tốt mà. Nhưng không giống như anh ta tưởng. Họ cứ thế sướng từ sáng đến chiều. Phong Ca sướng đến nôn mửa. Mặt khác, kim quán trưởng cũng không rảnh. Anh ta đã coi cô giáo mới là mục tiêu mới của mình. Cô giáo có dáng người cực kỳ u, vừa xuống nước đã thu hút hai biến thái. Hai người lợi dụng lúc cô không chú ý mở dây đeo, khiến cô giáo lộ cảnh xuân khi lên bờ. Đúng lúc này, Phong Ca vừa bơi tới, bỗng dưng nhận một cái tát trời giáng. Tại sao vậy? Biết mình hiểu lầm Phong Ca, cô giáo vội vàng xin lỗi. Phong Ca đương nhiên không để bụng, dù sao chuyện này cũng thường xảy ra với anh. Anh đã quen rồi. Vừa ngồi xuống, cô giáo dạy liền gửi ánh mắt thủy chung cho kim quán trưởng. Kim quán trưởng máu nóng làm sao chịu nổi, vội vàng rót rượu cho bạn gái. Sau khi bạn gái say, nhanh chóng đưa vào taxi, còn cô giáo dạy đã chờ đợi từ lâu. Kim quán trưởng biết chắc đêm nay chắc chắn là đêm không ngủ, nhưng không như anh ta tưởng tượng. Chẳng bao lâu đã bị hành hạ không ra hình người. Không cần nói lời xin lỗi, miễn là bạn vui là được. Không ngờ kim quán trưởng cũng thích mùi vị đặc biệt. Anh ta lấy hết can đảm tỏ tình với cô giáo. Ai ngờ bị bạn gái phát hiện. Bạn gái dọa cô giáo không được lên tiếng. Cô muốn nghe kim quán trưởng nói gì. Người phụ nữ tôi yêu nhất là... May mắn kim quán trưởng dày dặn kinh nghiệm, chỉ một câu đã hóa giải mọi hiểu lầm. Là mẹ tôi. Rồi vừa đi vừa hát, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. Biết Phong Ca vẫn giữ trinh tiết, kim quán trưởng cảm thấy thương cảm, quyết định dẫn Phong Ca ra ngoài làm quen bạn mới. Nhưng chưa kịp bắt đầu,
họ đã gặp cuộc kiểm tra đột xuất. Phong Ca trong lòng đau khổ, anh chưa làm gì đã bị bắt. Anh ta hét lớn mình vô tội trước đám đông. Và cảnh này lên luôn tin tức, Cúc Hoa và mẹ đang xem trên TV. Phong Ca hoảng sợ tột độ, trong khi Kim quán trưởng quen cảnh này. Trông anh rất bình tĩnh, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Yêu nhau thật sao? Vậy sao phải trả tiền? Tôi là anh trai mà. Cho em gái tiền tiêu vặt có gì sai? Nhưng tại sao lại trả tiền ở chỗ đó? Này, anh trai cho em gái tiền tiêu vặt. Ở đâu mà quan trọng? Phong Ca thấy Cúc Hoa đến, muốn tìm cái lỗ chui xuống để kéo anh ta ra. Cúc Hoa còn nợ Tiểu Gay một ân tình. Cô biết Tiểu Gay thích mình, nhưng không làm Phong Ca xấu hổ, vẫn tỏ ra tình cảm với anh. Hôm đó, Cúc Hoa được bạn dẫn đến sân khấu ngoài trời. Khi mở mắt ra, Phong Ca đã đứng trên sân khấu, hát tặng cô một bài tình ca. Cúc Hoa bị tiếng hát chân thành của anh xúc động đến rơi nước mắt. Khi Phong Ca cầu hôn Cúc Hoa, cô không chút do dự đồng ý. Nhưng tai nạn xảy ra trong một lần tập luyện bơi. Cúc Hoa bị chấn thương dây chằng vì lực quá mạnh, suýt chút nữa mất sự nghiệp. May mắn Tiểu Yay giúp đỡ đã đưa cô đến bệnh viện tốt nhất. Mẹ Cúc Hoa cảm kích Tiểu Yay, còn khen ngợi anh trước mặt Phong Ca. Phong Ca biết mẹ vợ không thích mình. Phong Ca nói vài câu rồi bối rối rời đi. Mẹ Cúc Hoa lo con gái không tốt nghiệp vì bỏ lỡ tập luyện. Tiểu Yay an ủi sẽ giúp Cúc Hoa du học. Mẹ cô vui mừng, bảo con gái chia tay Phong Ca và ở bên Tiểu Yay. Cúc Hoa kiên quyết từ chối. Dưới sức ép của mẹ, cô cuối cùng kể lại ký ức đau thương. Bị một huấn luyện viên độc ác lạm dụng, và cô còn bị bạn học xa lánh, mắc chứng trầm cảm nặng, thậm chí nhiều lần tự tử, sau đó được đưa vào viện tâm thần. Ở đó cô gặp Phong Ca, người cùng cảnh ngộ trong những ngày khó khăn, nhờ Phong Ca chăm sóc không ngừng. Cô ấy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Phong Ca không chỉ không quan tâm quá khứ của cô, mà còn chăm sóc cô như một đứa trẻ. Giờ đây mẹ cô, vì muốn cô có cuộc sống tốt hơn, ép cô chia tay với Phong Ca. Làm sao cô đồng ý được? Mẹ biết con gái, dù thế nào cũng không chủ động chia tay, nên quyết định thuyết phục Phong Ca. Nói nếu yêu, cô hãy để cô có cuộc sống tốt hơn, bảo Phong Ca tự nguyện rời xa. Phong Ca không nói một lời, chịu đựng đến khi mẹ Cúc Hoa đi rồi, mới rơi nước mắt. Lúc này, Cúc Hoa không biết gì đang than thở với bạn. Nói ngày sinh nhật, Phong Ca không gọi điện một cuộc, rồi uống say xỉn. Đúng lúc nhận điện thoại từ Tiểu Gay, bạn bè nhờ Tiểu Gay đưa Cúc Hoa về. Phong Ca lòng đầy tiếc nuối. Vừa đến nhà bạn gái, đúng lúc chứng kiến cảnh này, Phong Ca từ bỏ hy vọng, tháo nhẫn đính hôn của họ. Cúc Hoa hỏi Phong Ca tại sao lạnh nhạt. Phong Ca nhân cơ hội đề nghị chia tay, để Cúc Hoa từ bỏ hy vọng, còn nói lời làm tổn thương nhất. Ai muốn cưới người từng quan hệ với huấn luyện viên? Nếu là bạn cũng không chấp nhận được. Không còn là trinh nữ mà còn tự cao. Cúc Hoa đi rồi, Phong Ca lập tức khóc như mưa. Kể từ đó, Tiểu Gay tận dụng cơ hội liên tục tấn công mạnh mẽ, còn Phong Ca tập trung vào học tập. Không lâu sau anh vượt qua kỳ thi luật sư. Hôm đó hai người gặp nhau ở trường, Cúc Hoa nói với Phong Ca, cô chuẩn bị đi nước ngoài. Phong Ca nghe xong cố tỏ ra bình tĩnh, vờ như không quan tâm rồi bỏ đi. Cúc Hoa bất ngờ gọi anh lại, hy vọng anh dùng bữa tối cuối cùng với cô. Cả hai cố giữ bình tĩnh, nhưng thực tế đã khóc không ngừng. Khóc à? Không, ai khóc chứ? Khóc rồi đấy. Nói ai đấy? Làm gì thế? Đàn ông cũng khóc à? Sau bữa tối, Cúc Hoa đề nghị Phong Ca cõng cô về nhà. Khi đi qua khách sạn, Cúc Hoa bất ngờ bảo anh dừng lại, nói muốn qua đêm với Phong Ca. Nhưng Phong Ca từ chối, anh nói cơm có thể ăn lung tung, nhưng giấc ngủ không thể ngủ bừa. Cuối cùng dưới sự ép buộc của Cúc Hoa, Phong Ca vào khách sạn, anh chỉ nằm yên lặng bên cô ấy. Trái tim anh không hề có ý đồ xấu, vì sau đêm nay họ sẽ phải xa cách. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Anh nhẹ nhàng đặt Cúc Hoa xuống, rồi lặng lặng rời khỏi phòng, chia tay với mối tình không thể có được. Không ngờ Cúc Hoa trong phòng đã khóc ướt cả áo. Cuối cùng đến ngày Cúc Hoa đi nước ngoài, bạn bè đến đưa món quà Phong Ca gửi cho Cúc Hoa. Đã vô tình nói ra chuyện mẹ Cúc Hoa nói chuyện với Phong Ca. Khi Cúc Hoa mở hộp quà, thật ra là đôi giày cao gót đắt tiền, cô thích lâu rồi. Phong Ca nói đắt, nhưng thực tế đã nhớ trong lòng. Cúc Hoa ơi, giờ đã mang giày đẹp, đừng cởi ra nữa nhé. Xin lỗi vì không thể mãi bên cạnh bạn, chúc bạn hạnh phúc. Chăm sóc bản thân. Cúc Hoa đã bỏ mặc Tiểu Gay,
Cô vội vàng đến nơi thi đấu của Phong Ca, quyết định quay lại bên cạnh Phong Ca. Lúc này Phong Ca đã bị đánh đến chảy máu đầu trên sàn đấu, nhưng dù sao cũng không chịu đầu hàng, có lẽ chỉ có đau đớn mới giúp anh quên đi nỗi đau chia ly hôm nay. Anh lảo đảo bò đến chiếc bảo vệ răng, đó là món quà Cúc Hoa tặng trước đây. Và rồi anh mau đứng dậy nào. Dám bỏ cuộc là chết của tôi đấy. Nhanh lên, đứng dậy đi. Đồ ngốc. Anh cười rồi đứng dậy, bảo trọng tài Minh ổn. Dù đã đầy vết thương, nhưng anh tràn đầy sức mạnh. Cuối cùng anh thua cuộc, nhưng đã giành được tình yêu của Minh. Cuối cùng câu chuyện, mẹ Cúc Hoa đồng ý với mối quan hệ của họ. Phong Ca nghe xong vẫn không vui, vì anh cảm thấy mông mình bị tắc. Hóa ra bạn cùng phòng để thứ gì đó trong mông anh. Anh còn tưởng mình bị chỉ, ai ngờ Cúc Hoa bất ngờ vỗ vào mông anh. Cảm ơn các bạn đã xem review phim của mình hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào review phim tiếp theo.